gentleman is... Sau 8 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Quý ông Hoàng Mỹ đã tìm ra ngôi vị quán quân vào tối 22 tháng 4. Đêm chung kết diễn ra tại sân vận động quân khu 7, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám như siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Kim Lý, hoa hậu Jennifer Phạm. Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Văn Kiên, đội huấn luyện viên Hương Giang đăng quang cuộc thi mùa đầu tiên. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua nhiều thử thách như trình diễn thời trang, thuyết trình và trả lời ứng xử. Bước vào vòng ứng xử top 5 bao gồm Phạm Văn Kiên, Minh Khắc, Lưu Cao Phát, Minh Kha và Đỗ Phong đã đưa ra quan điểm trước chủ đề đàn ông nên ngừng làm điều gì để trở nên tốt đẹp hơn. Thí sinh Phạm Văn Kiên đã có phần trình bày thuyết phục khi nhận định đàn ông nên ngừng bàn tán về ngoại hình của phụ nữ và chấm dứt các hành động lan truyền hình ảnh nhạy cảm trên các nhóm chat kín. Lập luận trên đã giúp anh ghi tên mình thẳng vào top 3 chung cuộc. Tại phần thi ứng xử, Phạm Văn Kiên đã có những chia sẻ thẳng thắn trước tình huống gia đình nếu mọi người không đồng tình trước chiến thắng của anh trong ngày hôm nay. Theo tôi nghĩ thì không có ai là hoàn hảo cả. Và tôi cảm thấy rất là bình thường với những ý kiến này. Khi hướng tới là một hình ảnh quý ông của công chúng thì tôi chấp nhận những lời khen chê của mọi người và lấy đó để làm động lực cho bản thân. Và tôi sẽ không nói thêm điều gì, nhưng tôi xin phép được chứng minh bằng hành động của tôi trong tương lai. Nói về những người thầy của mình trong chương trình và những dự định trong thời gian tới, Phạm Văn Kiên đã có những chia sẻ thẳng thắn. Em học anh Tiến một cách là thực sự và điềm đạm ạ. Và chị Hương Giang là một tính cách thông minh. Bên cạnh đó em sẽ phải cố gắng hơn, trao dồi cá nhân của em hơn ạ. Em đang học diễn viên thì em đã cố gắng để làm song song hai nghề diễn viên và người mẫu. Đấy là hai cái mà em yêu thích nhất của bản thân em ạ. Và thì em mong muốn hai công việc này sẽ may mắn mỉm cười với em. Sau khi đăng quang, Phạm Văn Kiên sẽ nhận được hợp đồng thương hiệu trị giá 1 tỷ đồng và nhận được số tiền mặt 400 triệu đồng. Hai vị trí á quân thuộc về thí sinh Minh Khắc, đội huấn luyện viên Hà Anh và thí sinh Minh Kha, đội huấn luyện viên Xuân Lan.